cánh đồng lúa vàng cò bay thẳng cánh, yêu người dân tại quê mình chất phát hiền lương. Về đây tình làng nghĩa xóm thiết tha, cùng vui xây đắm xóm thôn đẹp giàu. Hay lúa quen rồi cây ngày vượt qua sóng gió, từ ít ba đời sẵn lòng chung sức cùng nhau. Về đây tình làng nghĩa xóm thiết tha, cùng chia gian khó với bà con quê mình. Cây cầu ước mơ năm tháng lúa thui mong muốn nông dân đón đời, quyết chung sức cùng bà con dựng cây cầu mới, nông dân rất mừng. Mai này gió mưa nước lớn, trẻ con nâu nức đua nhau tới trường. Cây cài suốt mùa hạnh sai, dân xây nhà máy khang trang nhất dùng. Lúa đời ớt thiệt mừng vui, ngồi ca dòng cổ sướng vui và cuộc đời. Chào chú ha. Ủa chào chú Bình. Chú bà con mình đi đâu mà xách chỗ xách nhiều vậy? Trời ơi. Chào chú Bình, tôi đi mua heo. Chào chú đời á. Bình nè, chú Bình thấy đẹp không? Đẹp ha. Dạ. Thôi tôi về dạ, nha thôi, chú Bình về. Dạ. Đi ha. Coi mấy ông mấy bà này nè, ra ngồi chút xíu mà bày thấy thương không? À, để tôi đếm tiền lại. Chứ hồi nãy cái lùa đại vô á, không đếm có thiếu hay đủ gì hết á. Không đếm cũng biết lời chắc rồi. Ủa ai vậy? Ủa chú Bình. Dạ. Trời chào ơi. Chú thím. Làm gì qua mà không báo trước, chạy ào ào vô bất ngờ quá đi. Ngồi uống nước. Dạ dạ. Con định qua hỏi chú thím là bộ chú thím trèo bảng bán cái giống heo gì à? À, heo siêu mỡ hả? Đúng rồi nè. Chú mới tới đây á, chú có thấy bà con á xách mấy cái túi heo ra không? Dạ con có thấy. Heo giống đó. Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Chú có ý định là nuôi heo giống phải không? Được, tôi để lại cho chú một cặp. Cặp này vợ chồng tôi tính nuôi đó. Dạ không có, con không có ý định nuôi heo. Con chỉ qua đây muốn hỏi chú thím á là cái giống heo này à, chú thím lấy ở đâu vậy? Mà hồi nãy con nhìn á, hình như là không phải heo ở vùng mình. Chú Bình làm quý ban coi bộ cũng rành về heo dữ ha. Đúng rồi, heo ngoại. Cái giống này là tốt, khỏe mạnh lắm á. Không có bệnh hoạn gì hết á. Giống heo ngoại này chú lấy ở đâu vậy? Lấy của cái thằng A mà A ở trên của người bạn của tôi. Lâu lâu mới gặp lần. Bạn của chú hả? Vậy cái giống heo mà chú lấy của bạn chú á, đã kiểm dịch chưa? Kiểm nghiệm cái gì? Nó khỏe mạnh lắm. Con nào con lấy mạnh cùi cùi à. Chú ơi, chú nói vậy là không được. Bây giờ mình đem cái giống mới về xứ mình là mình phải biết nguồn gốc, xuất xứ, rồi phải có kiểm dịch đàng hoàng. Tại vì á, bây giờ mình thấy nó tốt vậy á, nhưng mà sau này nó lớn lên mình đâu có biết như thế nào đâu. Rồi lỡ nó lai tạo với giống địa phương mình, lúc đó là phải lớn chuyện không? Cậu lo xa quá đi. Bầy heo này á, tôi nhìn là chắc chắn không có bệnh hoạn gì đâu. Dạ, thì con cũng chỉ nhắc nhở chú thím vậy thôi. Với lại con cũng muốn khuyến cáo bà con mình là phải cảnh giác với những giống lạ đưa về địa phương, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Bây giờ mình thấy cái lợi trước mắt, nhưng mà hại sau này là mình không biết được nha thím. Chú Bình ơi, tôi già rồi, chuyện này tôi đầu rồi, tôi không có bị lừa đâu, khỏi dạy tôi con nha. Con chỉ nhắc nhở chú thím vậy thôi. Uống miếng nước đi chú. Dạ thôi được rồi, con cũng tới giờ lên xã họp rồi. Dạ chào chú thím. Chào chú ha. Dạ dạ. Cái này á chắc chắn là hai lúa, chả ghen ăn tức ở cho nên chả chọt vậy chứ gì. Nói tầm bậy tầm bạ không à. Rủi không phải anh hai lúa có phải đủ quan cho ảnh không? Với lại ông bán heo giống á, cả cái xẻo lá này ai mà không biết, rồi mới tới tay ủy ban chứ bộ. Bà ơi, vậy chứ tôi nghi vậy á. Nhưng mà có Ủa bà hai. Ủa đâu đây? Ra thăm ruộng chứ đâu. Ủa
Chị cắt rau làm gì vậy? Cho heo ăn. Trời đất ơi, trời ơi, thời buổi gì mà cho heo ăn rau lang? Heo bây giờ là phải ăn cám tổng hợp thì mới mau có mỡ. Ăn rau lang kiểu này á thì biết chừng nào mới có mỡ. Trời ơi, người ta nói không ai mà gia trưởng mà bảo thủ như ông hai nhà tôi á. Heo nhà ta 3 tháng đã xuất chuồng, còn heo nhà tôi 6 tháng mới xuất chuồng. Ừ. Đã vậy còn phải nấu cám nè, lặt rau nè, nấu rau cho heo ăn nè, mà có lời lớn gì đâu. Trời ơi, sao mà ông hai ông cố chấp quá. Bởi vậy heo mỡ bây giờ mới có giá. Thì đó, còn nuôi heo như kiểu ổng á, vừa lâu mà vừa mất giá nữa. Thì bởi tôi thấy bà tội nghiệp quá à. Bà cần hôn tôi để lại cho bà cặp heo mỡ bà nuôi. Cảm ơn bà nghe. Ở đó bà ổng chịu. Với lại đàn heo nhà tôi nó cũng sắp đẻ, ổng không có chịu nuôi heo mỡ kiểu đó đâu. Ừ, vậy thôi. Vậy thì bà cũng quyết tâm á, ta về ta nuôi heo ta phải không? Ừ, vậy đi. Thiệt tình á, ông hai á, ổng không có thức thời gì hết á. Vậy thôi ha, ráng nuôi đi ha. Tôi đi à. Ờ, đi đi. Vịnh giùm cái xe tao mày, gớt con gà tao bây giờ. Trời xuống luôn. Dạ, mời bà con lên đò của tôi nè. Bà con đi đò của tôi đi. Mẹ ơi, không biết tí con sao á, cho con lái chiếc xe của chú Tư, cực hết biết luôn à. Cực cái gì đâu mà cực, miễn sao tía má mua cho con chiếc xe xịn là được rồi. Lấy kỳ. Kỳ cái đầu mày. Chị hai. Heo nhà chú sao rồi? Trời ơi, nó lớn bụng, ăn thấy thương luôn. Má con ở nhà bà nói á, cái loại heo này ăn lạ lắm. Nó ăn cái gì mà ăn quá trời ăn. Mà hình như 3 tháng là hơn tạ phải không chú? Trời ơi, nuôi heo mỡ sướng dữ lắm luôn. Thuốc cho nó ăn càng mập, càng có mỡ là càng có giá. Cứ 3 tháng là lụm tiền thôi à. Công nhận sướng thiệt, rút ngắn thời gian luôn ha. Ôi, quá sướng luôn còn gì nữa. Chị hai, đợt rồi chị có lấy giống heo của ba đời không? Trời ơi, sao uổng quá vậy. Nuôi heo mỡ là ghiền luôn. Tôi nuôi tôi biết mà. Bà đi chợ mới về đó hả? Ủa bà làm sao vậy? Ông ra đường mà coi. Cả cái xẻo lá này á, người ta đua nhau nuôi heo mỡ, còn ông á cứ khư phản đối. Người ta đi trước, người ta chỉ cho, không làm. Rồi bây giờ người ta cười vô mặt mình kìa. Sao tôi nói hoài mà bà không chịu hiểu vậy? Cái chuyện heo mỡ tôi thấy nhiều cái chuyện khó hiểu lắm. Chạy theo những cái thứ mà mình chưa có biết rõ, tôi không có làm. Tôi bị thất bại nhiều lần rồi, cho nên tôi rút kinh nghiệm rồi. Phải không đó? Hay là tại ông đi ganh tị chú ba? Là tại vì chú ba phát hiện ra cái vụ mà nuôi heo mỡ giá cao, ông tự ái, ông không làm theo chứ gì? Bà cũng nói tôi vậy nữa hả? Bà không hiểu tôi sao bà còn nói tôi vậy? Tôi thiệt là thất vọng. Bà đi nào ông cỏ ai vậy? Thiệt tình, không đi thôi. Đi ra ngoài về là có tin mới, đi về là có tin mới. Chú uống nước đi, rồi từ từ mình tính. Ta không hiểu sao mà tự nhiên có cái chuyện mua heo mỡ mua giá cao. Hồi nào tới giờ bà con mình ưa heo nạc, tự nhiên bây giờ ưa heo mỡ. Thì đó. Bây giờ heo càng mỡ giá càng cao. Thiệt hiểu không nổi mình ơi. Bà tư mang gì cái chuyện này mà tối ngày bà càm ràm ta suốt ngày. Nhức đầu quá, chịu hết nổi rồi. Con cũng đang tìm hiểu chuyện này như thế nào đây nè. Bây giờ lại có chuyện là bà con nhập giống heo mới về nuôi nữa. Mà giống heo mới á, là quan trọng dữ lắm, phải kiểm tra. Lỡ mà nó lai tạo ra cái giống không tốt á, là ảnh hưởng nguồn giống của địa phương mình. Thì đó, bữa nay tao tới đây á, là nói với bay cái chuyện này nè. Tụi bay coi làm sao để ngăn chặn bà con càng sớm càng tốt. Con cũng lo dữ lắm đây nè. Bây giờ mình phải có chứng cứ đàng hoàng, mình nói bà con họ mới nghe. Bây giờ chú giúp tụi con vậy nha. Chú khuyên bảo bà con phải cảnh giác cái những chuyện lạ nha chú. Trời ơi,
Người ta bây giờ đâu có nghe tao đâu bé ơi. Họ thấy cái lợi trước mắt là họ làm thôi. Mà tao bây giờ cũng đâu có chứng cứ gì đâu mà nói người ta nghe. Bây giờ ai mua heo giá cao, bà con người ta thấy có lợi là người ta bán thôi. Thì con thấy bà con bán heo giá cao, con cũng mừng lắm chứ. Nhưng mà con chỉ hy vọng là đừng có gì xấu thôi. Bây giờ có gì mờ ám, có gì xấu á là ảnh hưởng bà con dữ lắm. Thì đó, tao tới đây tao báo cho tụi bay biết vậy thôi. Thôi tao về. Dạ dạ, chú về. Chú bỏ đi cả buổi trời lên đây nói chuyện với con. Chắc nhà thím lo dữ lắm ha. Trời ơi, bà giờ có lo cho tao đâu bây ơi. Ủa sao vậy? Bây giờ bà lo bà vụ heo mỡ không à? Mũi quá ông ơi. Ông đọc cái kiểu này mai cũng hết mũi nữa. Ui da. Ông. Có phải mũi đang cắn cổ tôi không? Đừng đập. Nó cắn no rồi thì thôi à. Nó cắn bà khỏi cắn heo. Ông hay quá ha. Trời đất ơi, ông thương heo còn hơn thương tôi nữa hả? Mình hy sinh cho nó đi. Nó ra tiền mà. Ông mà cầm vật đập kiểu này hả? Tới mai cũng còn mũi nữa. Ui đi nè. À, đúng rồi. Thịt bà thơm lắm phải không? Mũi nó bu vào. Bà săn ống quần lên. Bà săn thiệt cao lên. Tới đầu gối á. Săn mấy ống? Ừ, lẹ lên. Săn ống quần cao lên. Hai ống luôn vậy hả? Đó. Đứng yên đừng có nhúc nhích. Cầm cái vợt. Tôi nghĩ ra cách rồi. Đứng yên nha. Đứng im. Ông hả? Ông. Ông biểu tôi vén quần mũi bu cánh tôi nè ông ơi. Ông hả? Ui dạ. Ôi trời ơi, mũi cắn quá. Đừng đừng đập, nó bu đang kịch cái chân rồi kìa. Ông để mũi cắn tôi quá trời vậy. Rồi, cứ cắn bà thoải mái đi, đừng cắn heo tao nữa. Trời ơi. Cái gì trời vậy? Ơi, ông quá à. Thì như vậy đi, mình hy sinh cho nó đi. Chứ giờ đập không hết rồi sao? Vậy là đỡ được mớ rồi đó. Nè, ông đừng nói tôi là ông ra ngoài này, ông văng mùng ngủ với heo rồi nha. Khùng sao đi ngủ với heo. Vậy chứ đem cái mùng ra đây chi dạ? Ra tao văng cho nó ngủ thôi. Bà phụ tôi một tay đi. Cái gì? Văng mùng cho heo ngủ? Ừ. Đây. Đó, phụ một tay đi bà. Nè, mùng này á là mùng tôi mới mua. Ừ. Để cho vợ chồng mình ngủ. Bây giờ ông văng cho heo ngủ phải không? Ừ, để tôi phụ. Ừ, phụ săn dân. Lên. Săn lên. Ê, bà tính chơi ngược lại tôi đó hả? Vậy tôi... chứ ông nghĩ sao vậy? Cái mùng này là tôi mới mua để cho vợ chồng mình ngủ. Ông nghĩ sao mà để cho heo ngủ hả? Nhưng mà... Xàm. Ê, nè. Trời ơi, mũi mà nó cắn heo tôi là tôi cắn bà đó. À, là tôi giết bà đó. Nè ông. Rồi sao rồi? Ông tính toán còn mấy ngày nữa vậy? Đây nè. Đây ha. Mình bắt đầu mình nuôi từ tháng 4. Ngày 11. Qua đây tháng 5. 2 tháng. Qua đây tháng 6. 11. 2 tháng. Qua đây ngày 11 đây. Thấy không? Đó. Hôm nay là ngày 2 nè. Tính ra nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ây da, mình còn 9 ngày nữa thôi. Cái lứa heo giống đầu tiên sẽ được xuất chuồng. Trời ơi, ba đời này được linh hương. Xong xuôi hết rồi đó. Cũng cho tụi nó ăn luôn rồi. Chắc cũng tăng lên thêm cả ký à. Bà ăn chưa? Tôi ăn luôn rồi. Được mấy ký? Gì mấy ký? Ê ông, ý ông hỏi tôi ăn chưa để tôi lên ký giống như heo. Bộ ông tưởng tôi heo hả? Thì tôi hỏi bà cho tụi nó ăn chưa. Trong đầu tôi bây giờ chỉ có nghĩ tới heo thôi. Cho nên tôi hỏi thăm. Chứ còn bà thì cái gì vậy? Cái gì? Bà lưu lại chút coi. Quay vòng coi. Trời ơi, bà nghĩ sao mà có khách có khứa mà bà ăn bận xuỳnh xoàng vậy không biết nữa. Bận sao? Trời ơi, vậy lịch sử rồi. Không được. Làm ăn là phải dị đoan, phải có lòng tin.
mặn sao cho nó tươi tắn lên chứ. Vô 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 thay đồ đi. Màu gì? Tôi màu đỏ rồi. Mà kiếm cái bộ đồ nào màu xanh bà mặc. Âm dương. Âm dương hòa hợp mới phát triển muôn đời. Có xanh, đợi đi. Giờ này nó chưa tới. Thường thường sáng sớm mình chưa dậy là nó đã tới rồi. Ông bình tĩnh đi. Từ từ. Biết đâu họ để chuyến xe thì sao. Sách có câu bứt tóc dục đạt. Đừng có ào ào. Gì? Mày nó mới nói gì? Gì tóc tóc gì? Bứt tóc dục đạt. Thôi mệt quá đi. Chồng là nhà nho. Vợ ăn nói cái gì vậy? Bậy bạ. Dục tóc bất đạt. Thì đại khái vậy đó mà. Đợi đi. Nhưng mà linh tính tôi coi như là mình sẽ thắng lớn. Sẽ có tiền cho thằng Khổng Minh về Sài Gòn học. Còn bà, thiệt tình lâu nay lo làm ăn không chú ý tới bà. Bà muốn cái gì tôi tặng bà cái đó. Thiệt không á? Ừ. Tôi ước mơ nhỏ nhỏ lắm. Tôi ước mơ sao chú trai. Cái gì? Bây giờ phải thôi nghe. Tôi tặng bà gì cũng được. Tự nhiên bà đòi trai là sao? Nó tầm bậy không à. Tôi muốn có một sâu chuỗi ngọc trai. Mà ngọc trai thiệt á. Giống như bà Tư á. Bà đeo lên cổ hả? Trời ơi, đẹp thiệt là đẹp luôn vậy đó. Ngọc trai? Trần trần trắng trắng hả? Mà ngọc trai thiệt đó nghe. Ừ. Thì tôi nói cho bà nghe, bà muốn tôi mua cho bà cả mấy ký luôn á. Cảm ơn nghe. Chà. Sao mà trễ ta? Đâu có bao giờ mà trễ như vậy. Ông à, có khi nào đính xui sao kỳ này ông A chạy tới trễ dữ vậy ta? Có khi nào ông không tới luôn không? Không có đâu, đợt trước ông mua bán đàng hoàng lắm mà hả, không bớt một đồng luôn. Tôi nói cho mấy bà nghe đó. Thôi vậy mình đợi chút xíu coi. Thôi đợi chút xíu đi. Chú Bình. Chào bà con. Ủa dạ. Chào bà con. Bà con mình làm gì tập trung đông đủ vậy mấy cô mấy chú? Tụi tôi chờ Mai chảy mua hay mở tới đó. Ông hẹn chắc cú là bữa nay tới cưng heo. Mà chờ giờ này không thấy ông đâu hết. Đúng rồi. Trời đó. Trời đất ơi. Thì mấy cô mấy chú cứ ở nhà chờ đi. Chừng nào người ta tới thì mình cân mình bán thôi. Chứ mắc cái gì mà mình phải ra đây mình ngồi mình chờ. Trời nắng chang chang à mấy cô ơi. Trời ơi đâu có được đâu cậu Bình. Tôi hả phải chờ ổng tới để tôi rước ổng về nhà liền chứ. Chứ ổng đâu có biết đường vô nhà tôi đâu. Mà tới nhà tôi đã biết không. Mua bán mà cân cũng dễ dãi nữa. Với phần khỏi bị này kia không. Ai cũng nghĩ như thiếm hết. Cho nên là bà con mình mới tập trung ở đây nè đúng không? Dạ đúng rồi. Ủa mà cái ông A Chảy này nè là người ở đâu mà tới xứ mình mua heo mỡ vậy thiếm? Ôi tôi cũng đâu biết đâu chú ơi. Tụi tôi thấy ổng mua heo mỡ được giá, cái tụi tôi về nhà nuôi rồi bán về cho ổng vậy mà. Thì theo như con điều tra, con chưa thấy gì sai phạm hết. Bây giờ mấy cô mấy chú cứ thuận mua vừa bán thôi. Nhớ là đừng để người ta ép giá quá là được rồi. Thôi con đi nha. Thôi tôi cũng về tôi lo sắp nhỏ. Chứ đợi từ sớm giờ cũng không được gì hết trơn á. Thôi đi về, về. Thôi về đi. Thôi bà con về nha. Ông, giờ tính sao? Đâu gọi lại thử coi. Sáng giờ gọi cái chục cuộc rồi. Mà nó cứ tò tí te, te tí tò. Thì biết đâu rồi sáng giờ người ta đang đi đâu ngoài vùng phủ sống. Bây giờ người ta vô vùng phủ rồi, mình gọi đi. Vậy là chắc đang còn ngoài vùng phủ sống đó. Chậm chậm chút đó, rồi họ cũng tới à. Tía má ơi, heo nó đói kêu sùm kìa. Con cũng đói nữa. Tao cũng đói rồi đây nè. Đó, Bình mày coi, tao nói có sai đâu. Bà con xẻo lá mình á,
đang trông ngóng cái thằng lái heo A Chảy đó đó. Mà có thấy mặt mày với nó đâu? Con nghe bà con nói á, thằng A Chảy nó hẹn tới bắt heo, vậy mà nó trễ hơn nửa tháng rồi, nó không tới cân heo. Bây giờ bà con mình đang lo là heo quá lứa không ai mua. Còn vụ heo mỡ nữa, sứ mệnh xưa nay ưa heo nạc, giờ toàn xẻo lá nuôi heo mỡ, ai tiêu thụ đây? Sao mà không can thiệp cái vụ này ngay từ đầu đi? Ừ. Chú Hai ơi, chuyện này á là con có cảnh báo bà con ngay từ đầu rồi, nhưng mà chuyện bà con chăn nuôi heo như thế nào á, sao con can thiệp được? Cảnh báo có ai nghe đâu. Tao nói rác cả cổ họng này nè, có ai nghe đâu. Còn bị bà đợi nó cười vô mặt nữa. Bực mình thiệt chứ. Ông, được không? Cho nó ăn vậy được có sao không ông? Trời ơi, được không? Nhắm có được không? Cái chừng tao lộn bây giờ có cái liều lượng của nó mà. Được sao không được? Ở trên thị xã người ta cho ăn hà rầm mà. Cái người bán thuốc cho tôi á, họ nói là tốt lắm á, bảo đảm á, ăn xong là siêu nạt liền. Thôi thì dám mắt làm liều cho thử coi chứ biết sao. Thiệt đó, nói tới heo siêu mỡ tôi hận thằng A Chải ghê vậy. Thôi, đừng nhắc tới A Chải đó nữa, nghe tên nó là nhức cả cái đầu à. Đó, bà thấy không, nó ăn ngon lành không? Hy vọng là cái thằng bán thuốc nó nói đúng. Bữa giờ bà con xóm mình cũng rầu ba cái vụ heo siêu mỡ này lắm nè. Ê ông, hay là mình giới thiệu bà con mua cái thuốc này đi, để cứu giảm bầy heo của họ được không ông? Tao hiểu sao tự nhiên có cái chuyện mua heo mỡ mua giá cao. Hồi nào tới giờ bà con mình ưa heo nạc, tự nhiên bây giờ ưa heo mỡ. Bây giờ heo càng lớn giá càng cao. Yêu những cánh đồng lúa vàng cò bay thẳng cánh, yêu người dân tại quê mình chất phác hiền lương. Về đây tình làng nghĩa xóm thiết tha, cùng vui xây đắm xóm thôn đẹp giàu. Hay lúa quen rồi cây ngày vượt qua sông gió, tư ít ba đời sẵn lòng chung sức cùng nhau. Về đây tình làng nghĩa xóm thiết tha, cùng chia gian khó với bà con quê mình. Cây cầu ước mơ năm tháng, lúa tôi mong muốn nông dân đón đời. Quyết chung sức cùng bà con dựng cây cầu mới, nông dân rất mừng. Mai này gió mưa nước lớn, trẻ con nâu nức đua nhau tới trường. Dân xây nhà máy khang trang nhất dùng, lúa đời ở thiệt mừng vui. Tôi ca dòng cổ xưa vui vàng cuộc đời.